thực sao ngỡ như là đang ôm cả thế giới. Ồ hóa ra em phi thường ghê, chỉ là chưa có ai ngoài sếp khiến em được yên tâm chủ động thế. Cách em luôn xông pha ngoan cường là mọi điều để vượt ngàn chông gai. Cách em luôn cố gắng chủ động hoàn thành việc dù mệt mệt vây quanh. Sự nghiêm khắc của em với bản thân em này, mọi nguyên tắc lập nên chỉ mình em mới thấy. Tất cả vì một mục tiêu cao lắm đây. Và em đã biết cách khiến mình luôn tỏa sáng dù nơi đâu. Vì em đã quyết sẽ luôn chủ động thách thức mình thêm sâu. Cứ để lên lít chìa khóa đây, chỉ có duy nhất sếp cần nhiều hơn cả thích thích. Giờ em yêu yêu việc. Vì sếp em biết là lắm. Lời phải dặn sếp chưa? Nhớ nha. Em muốn không chỉ lên ly mà cũng mong sếp thương nhiều, mong sếp sẽ giữ lời, đừng chỉ làm em mà thôi. Cách em luôn xông pha ngoan cường là mọi điều để vượt ngàn chông gai. Cách em luôn cố gắng chủ động hoàn thành việc dù mệt vẫy quay. Sự nghiêm khắc của em với bản thân em này, mọi nguyên tắc tập nên chỉ mình em mới thấy. Tất cả vì một mục tiêu cao lắm đây. Chủ động 1, chủ động 2. Nhớ chủ động nha. Nhớ đấy.